nước Đức Ban Lan sẽ thắng bại và làm thờ tự do lên trong con Giêsu. Các bạn hãy sẵn sàng lên, và khi tôi nói rằng các bạn đã sẵn sàng rồi thì thần Chúa sẽ áp đảo trên từng người một cách đặc biệt, đặc biệt, đặc biệt. Hãy tin điều đó đi, thật đặc biệt. Và các bạn không còn như cũ nữa đâu, các bạn sẽ thay đổi hoàn toàn, hoàn toàn. Hãy giơ tay mình lên nào, nhân danh Chúa Giêsu quyền năng, lửa của Đức Thánh Linh giáng xuống trên cái đầu này, chết, chết luôn, đổi xuống từng người, từng người, từng người, đổi xuống từng người, chặt, đổi xuống từng người, từng người, từng người, đổi xuống từng người, chặt xuống từng người, từng người, từng người. Chúng quy hạnh không có một người nào nữa mà không được thầy đụng chạm giờ